trong nhà gián đoạn là Ngọc Ánh đi Mỹ sau khi Ngọc Ánh lập gia đình. Đó, cho nên là sau này gặp lại thì nói chung thì thấy Ngọc Ánh vẫn hồn nhiên, vẫn giữ được cái thăng bằng, chứ vẫn là một Ngọc Ánh máu lửa của ngày nào, cho nên là không có một cái sự khác biệt giữa trước đó và bây giờ. Hồi xưa thì diễn nhiều, diễn chung nhiều ở khắp hết tất cả những cái sân khấu của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là đi diễn ở các tỉnh, nhất là các tỉnh ở ngoài Bắc, thì Xuân Hương và Ngọc Ánh cũng gọi là đụng đầu nhau rất là nhiều ở các sân khấu. Thật ra là cũng vui lắm, chị em gặp nhau lúc đó chị hay nói những câu chuyện vui, kể những kỷ niệm này cái nọ, và đến bây giờ cũng vậy, thì những cái gì của thời hiện tại hồi đó bây giờ nó thành kỷ niệm của thời bây giờ. Sau này thì Xuân Hương cũng có rời sân khấu mình chút xíu để bước vào phim ảnh cho nó vui, và hiện bây giờ thì diễn kịch ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, với lại viết bài, những cái bài châm biếm cho báo Tuổi Trẻ Cười. Những công việc đó cũng vừa đủ để làm cho mình vui, làm cho mình cảm thấy là cuộc sống nó có ý nghĩa hơn. Mặc dù viết báo, những cái bài báo thì nó khác với những cái tiểu phẩm mà mình diễn trên sân khấu, nhưng mà dù sao đó cũng là những cái bài châm biếm, những cái bài mà mình lấy từ cuộc sống, từ những cái vấn đề tiêu cực mà xã hội để mình viết lên. Thì đương nhiên bây giờ thì Xuân Hương ít có hoạt động sân khấu nhiều, thì viết báo nó cũng là một cách để mình nói lên cái chính kiến của mình đối với cuộc sống, đối với những cái tồn tại trong xã hội. Thì đương nhiên hai việc đó nó hơi khác nhau chút xíu, nhưng mà dù sao nó cũng vẫn là gần giống nhau đến 80%. Thì điều đó nó cũng làm cho mình rất là vui, bởi vì thấy rằng mình vẫn còn là cái người hữu dụng cho xã hội. Một ngày làm việc á, thì nói chung bây giờ giờ giấc nó rất là thoải mái, phóng khoáng. Tại vì trước đây dù cho còn làm việc nhiều cũng vậy, cái nghệ sĩ tính á, nó không có ràng buộc người ta phải làm giống như là cái giờ hành chánh. Tất nhiên công việc á, là thì mình phải làm cho nó đúng với lời hứa, đúng với lại tiến độ. Nhưng mà mình làm sao để cho cái những cái giờ giấc nó không bó buộc mình, để cho những cái giờ giấc đó nó gọi là nó thúc đẩy, nó khuyến khích, nó làm cho mình vui hơn. Thì cho nên á, là những công việc trong ngày đôi khi nó đảo lộn, chứ nó không theo một trình tự nào hết, nhưng nó gồm có những cái việc như là tập thể dục nè, rồi đọc báo nè, xem phim nè, mình xem ở trên Facebook không phải là mình chỉ xem để rồi như là một cái cuộc dạo chơi, mà trên đó cũng rất nhiều thông tin trái chiều, xong rồi thông tin những cái luồng thông tin trái chiều nhau, nó cho mình những cái tư liệu để từ đó mình viết bài, và kể cả đọc báo mạng cũng phải dòm tới chút xíu, rồi báo giấy, xem phim, đọc sách, rồi nấu ăn, đi chơi, đi du lịch, gặp bạn bè. Đó là và những cái gì nó cần thiết cho cuộc sống một con người thì Xuân Hương cũng thường phải quan tâm, và bây giờ Xuân Hương quan tâm đến mình nhiều hơn, chăm sóc mình nhiều hơn, bởi vì cuộc sống không những là mình chỉ sống cho công việc, không chỉ sống cho người khác, mà mình còn phải biết quan tâm tới mình. Bởi vì nếu như mà mình không chăm sóc mình, có nghĩa là mình ngược đãi mình, thì như vậy là một cái bất công đối với chính mình. Đối với Xuân Hương, nó không có cái chữ cô đơn tồn tại ở trong đầu, trong suy nghĩ của mình không có chữ cô đơn. Bởi vì xung quanh mình vẫn còn bạn bè, ngay cả khi mình ở một mình, cái đó không gọi là cô đơn. Bởi vì là mình phải biết cách sống như thế nào để mình hòa nhập với xã hội. Dù cho mình ở trong nhà, nhưng mà bốn bức tường của căn nhà nó không có làm cho mình ngăn cách với thế giới bên ngoài. Và cái quan trọng là gì? Là cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình. Mình suy nghĩ tích cực, mình biết sống có ích, thì dù cho mình sống một mình, nó cũng không gọi là cô đơn.
một ngôi sao ca nhạc sáng chói của thập niên 80 và 90. Người đã ngự trị trên đỉnh cao danh tiếng như một nữ hoàng sân khấu, có số lượng băng nhạc phát hành kỷ lục, ca sĩ Ngọc Ánh sẽ là gương mặt tiếp theo đến với 60 phút rực rỡ. Vẫn còn đó những hồi ức đẹp đẽ. Một cái thời thanh xuân của Ngọc Ánh, niềm đam mê cháy bỏng dành cho cái sự nghiệp ca hát của mình. Mình đã nhìn thấy nước mắt. Và sau đêm đó bước xuống, anh nói mình câu: em sẽ trở thành ngôi sao. Đón xem 60 phút rực rỡ ca sĩ Ngọc Ánh, được phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019 trên VTV9.